Thưa hội đồng xét xử, với tôi 41 năm công tác, trong đó có 10 năm quân ngũ, có những năm tham gia bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, 27 năm làm công tác tuyên giáo của Đảng, và mới làm được hơn 4 năm trong ngành thông tin truyền thông. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là mình lại phải có ngày có một cái kết cay đắng như hôm nay, phải đứng trước tòa hôm nay để nói lời cuối cùng tại một phiên tòa với bản án đang dành cho mình sắp tới. Những sai phạm của tôi cũng như các bị cáo khác trong phiên tòa đã được làm rõ qua quá trình điều tra của cơ quan điều tra, của viện kiểm sát, và đặc biệt là quá trình xét hỏi tranh tụng tại phiên tòa hôm nay đã làm rõ vai trò, vị trí và trách nhiệm của từng bị cáo. Và tôi cũng thấy rằng trách nhiệm của mình, những sai phạm của mình thật là lớn. Sai phạm của mình đã được viện kiểm sát nêu lên trong cáo trạng, đã được phiên tòa hôm nay làm rõ hơn. Nó là như một nhát dao, như một nhát chém, để lại vết rạn, vết sẹo cho mình, trong tâm hồn tôi cho đến hết cả cuộc đời. Những cái sai phạm của tôi đã rõ như vậy, ngẫm lại thấy rằng những con người không phải là thánh nhân, cho nên không thể tránh khỏi những sai phạm. Những sai phạm của mình thật là nặng nề và thật là đáng trách. Phải đối diện với những bức án sắp tới, tôi thấy cũng thật là xứng đáng. Chưa biết bức án sẽ dành cho tôi như thế nào. Tôi xin thành thật xin lỗi nhân dân, xin lỗi lãnh đạo Đảng, nhà nước, xin lỗi ngành thông tin truyền thông, xin lỗi ngành tuyên giáo nơi mà tôi công tác gắn bó gần như cả cuộc đời, xin lỗi những đồng đội của tôi, những người còn biên giới phía Bắc và những người đang còn ngoài hải đảo xa xôi. Tự tôi thấy rất xấu hổ với những sai phạm của mình. Xin lỗi bạn bè, xin lỗi người thân, gia đình, nhất là đối với gia đình tôi đã để lại những vết thương